Nokia bán một phần kinh doanh điện thoại di động cho Microsoft với giá 7.2 tỷ Mỹ Kim. Đã 2 năm kể từ khi Nokia đặt cuộc tương lai của mình trên điện thoại thông minh Windows, và nay cuối cùng công ty Phần Lan này đã từ bỏ cuộc chiến. Công ty đã thông báo sẽ bán bộ phận kinh doanh điện thoại thông minh cho nhà sản xuất Windows là Microsoft với giá 5.4 tỷ euro. Đối với Microsoft, đây là một nỗ lực để cạnh tranh trong một thị trường mà cho đến nay công ty đã gặp nhiều khó khăn. Giám đốc điều hành Microsoft, ông Steve Ballmer, nghĩ rằng đây là một chiến thắng cho các nhân viên, cho các cổ đông và cho khách hàng của cả hai công ty. Ông Ballmer sẽ từ chức trong năm nay và có nhiều khả năng giám đốc điều hành Nokia, ông Stephen Elop, sẽ thay thế ông ta. Cổ phiếu của Nokia đã tăng 45% sau công bố, nhưng cổ phiếu của Microsoft đã bị giảm 5%. Nhưng Nokia, từng là công ty hàng đầu trên thị trường, vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp các đối thủ. Cổ phiếu của Nokia đã giảm 95% từ mức cao nhất vào năm 2000. Và nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này quá nhỏ và quá muộn, và Microsoft có tham vọng quá cao. Mục tiêu đầy tham vọng của Microsoft là có được 15% thị trường điện thoại thông minh vào năm 2018. Nhưng với Nokia chỉ có 3% hiện nay, Microsoft có một chặng đường dài để đi. Điện thoại Lumia 1020 là mô hình mới nhất của công ty. Một máy ảnh với 41 megapixel giúp cho điện thoại này nhận được lời khen ngợi từ ngành công nghiệp. Nhưng trong một lĩnh vực mà hình ảnh là tất cả, chiếc điện thoại này đã không tạo được ấn tượng. Không chịu đi vào thị trường điện thoại thông minh sớm hơn đã dẫn đến sự sụp đổ của Nokia. Thương hiệu này còn bị tuột lại phía sau cả những công ty của Trung Quốc. Thỏa thuận với Microsoft vẫn cần sự chấp thuận của các cổ đông và giới chức quản lý. Thỏa thuận này được dự kiến sẽ được thông qua vào đầu năm tới.